Ngày 29 tháng 4, tại cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bàn giao 90 công dân sau 14 ngày cách ly tập trung. Thực hiện nhiệm vụ cách ly những công dân trở về nước, ngày 15 tháng 4, Trung đoàn 126 đã phối hợp với lực lượng y tế của tỉnh tổ chức tiếp nhận 90 công dân trở về từ nước Anh. Các công dân này chủ yếu là du học sinh thuộc 22 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong quá trình cách ly, các công dân đều được khai báo y tế, tổ chức đo thân nhiệt ngày 2 lần. Công tác phun khử trùng, vệ sinh khu cách ly được thực hiện nền nếp. Các công dân được bố trí, ăn ở đầy đủ, phục vụ chu đáo, bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết. Sau 2 lần xét nghiệm, 90 công dân đều có sức khỏe tốt, kết quả 100% đều âm tính. Không có công dân nào có biểu hiện ho, sốt, phải chuyển tuyến điều trị. Tại buổi bàn giao, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng bệnh COVID-19 và quà của tỉnh cho các công dân, đồng thời yêu cầu công dân tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe, tự cách ly thêm 14 ngày tại gia đình.